vào thời kỳ minh trị chính phủ bắt đầu thực hiện chính sách trục xuất các dị vật và yêu quái trên quy mô lớn người đời gọi việc làm này là thanh trừng quái vật và chàng trai được người ta xưng tụng là quỷ sát thủ là một người làm việc cho một đoàn siếc nói là siếc nhưng đây trông giống như một đấu trường mua vui cho những con người ngoài kia trưởng đoàn siếc này vô tình mua được một con yêu tinh được người ta bắt về nên mang ra làm vật biểu diễn cho anh và ở đoàn siếc này đa phần chẳng có ai là con người mà chỉ toàn là ma quỷ và quái vật sáng hôm sau anh ra ngoài dạo phố thì bị đám con nít bám theo anh đã dọa chúng khiến chúng sợ hãi mà chạy đi hết anh sau đó mua một chai bia và thấy người dân đang đánh một con mèo và nghĩ con mèo này là quỷ sẵn gặp quỷ sát thủ đây thì họ nhờ anh xử lý hộ nhưng anh cho rằng nó chỉ là một con mèo nên không đánh mà chỉ búng một cái để đuổi nó đi người dân tuy thích thú khi xem anh đánh quái nhưng lại chẳng thích dây dưa với anh ngoài đời tối đó anh lại lên sân và quả là có duyên khi con mèo đó thật sự là yêu quái sau khi biểu diễn thì anh đã rời sân và biết được bản thân đang bị theo dõi cô gái theo dõi anh đã chạy ra ngoài khi không thấy anh trong phòng và bị anh bắt được anh muốn biết thứ gì ở trong chiếc lồng kia nên đã áp sát khiến cô ta phải phản công cô ta lấy ra khẩu súng thì anh đã lần nữa tiếp cận và giữ khẩu súng ở dưới mặt đất anh sớm không chế được cô ta thì một giọng nói trong chiếc lồng đã bảo anh tha cho cô hầu này cô hầu sau đó đã cất súng đi và quay lại cầm chiếc lồng lên giọng nói trong đó biết anh thật sự là ai anh là một bán quỷ anh bị thí nghiệm và cấy rất nhiều quỷ vào cơ thể anh cũng khó mà giữ được tỉnh táo và việc anh ngày nào cũng sử dụng sức mạnh của quỷ sẽ sớm khiến anh bị quỷ nuốt chừng giọng nói đó muốn làm một giao dịch với anh chiếc lồng sau đó được vén màn và trong đó là đầu của một cô gái cô ta là kẻ bất tử tên là aza và cô ta cho anh yêu cầu là phải giết được cô ta và đổi lại cô ta sẽ cho anh cách để kéo dài sự sống cô ta đã sống hơn 900 năm và quỷ là sinh vật duy nhất có thể vô hiệu hóa được khả năng bất tử của cô nhưng kẻ hại cô ra nông nỗi này lại là một tên bán quỷ nên sức mạnh chỉ có một nửa và không thể hoàn toàn giết chết cô được biết là một năm trước cô bị một tên bán quỷ tìm đến lấy mất cơ thể cô không thấy được mặt hắn mà chỉ thấy được tên chủ nhân của kẻ đó đó là một lão già người ngoại quốc giọng khàn chống gậy. Cô muốn đi tìm kẻ đó nhưng thật sự chẳng biết manh mối nào mà tìm nên đã tìm đến anh. Cũng là một bán quỷ nhưng phần quỷ trong anh lớn hơn phần con người nên theo phán đoán thì cô chẳng chắn anh sẽ có thể giết được cô. Anh sau đó muốn đi chỗ khác bàn chuyện vì ở đây dễ bị chủ giả phát hiện rồi lại bị lôi đi diễn trò thì mệt. Anh sau đó đã nói ra họ tên của bản thân để dễ xưng hô. Anh là Shinuchi. Aza sau đó thắc mắc lý do anh khao khát sự sống trong khi tiếp tục diễn trò dù biết bản thân sẽ sớm bị quỷ nuốt chửng. Anh thừa nhận là anh biết việc đó nhưng biểu diễn và trở thành quỷ là một phần ý định của anh nếu anh bị đánh mất lý trí và hóa quỷ thì tức là lúc anh đang biểu diễn và đám người luôn xem anh là trò tiêu khiển kia sẽ là những nạn nhân đầu tiên và anh muốn xem có bao nhiêu kẻ anh sẽ giết được trước khi bị ngăn lại đó là cách chết anh cho là vui nhất và có thể chỉnh đốn lại cái xã hội này nhưng khi cô nói là có cách giúp anh kéo dài tuổi thọ thì anh đã bỏ đi ý định đó nhưng anh nói thẳng là anh sẽ không giết cô vì cô không hẳn là muốn chết mà chỉ là sống với mỗi cái đầu thì hơi chán nhưng anh sẵn sàng giúp cô lấy lại cơ thể vì lão già đã cướp cơ thể cô chính là kẻ đã biến anh ra nông nỗi này trên gậy của lão có khắc một chữ mờ và aza cũng khẳng định điều đó là đúng nên giờ do kèo thay đổi aza biết cơ thể của cô ở tận bên châu âu điều đó có nghĩa là họ sẽ mất cả hành trình dài để tìm lại được anh sau đó đã hỏi aza về cách anh có thể kéo dài sự sống là gì thì aza cho biết anh chỉ cần ăn một phần cơ thể của cô là được nhưng tất nhiên là thứ gì trên đầu này cũng không được phép cô nhận ra là dịch từ cơ thể cũng có tác dụng nên mồ hôi và nước bọt anh chọn cái nào anh đã chọn cái thứ hai và Aza đã yêu cầu anh đưa mặt lên phía trước. Cả hai đã dùng nụ hôn này xem như là hợp đồng để cùng hợp tác với nhau. Trong lúc đó tại Pháp, có hai cha con Ma cà rồng đang đi săn hươu. Người cha muốn dùng súng nhưng chẳng theo kịp tốc độ của hươu nên đã lao đến bắt nó bằng tay. Người con hỏi cha lý do cha mang theo súng dù chẳng dùng được thì ông cho biết đây là quà của thị trưởng nên phải đem ra thử. Ma cà rồng họ đã bắt đầu giao du với con người từ khi Bá tước Dracula mất đi. Việc sống chung với con người xem chừng vẫn an toàn hơn là đối đầu với họ. Lúc trở về. Người con có hỏi lý do cha cất giữ đồ bạc thì ông cho rằng cất giữ chúng để tránh thợ săn khác sử dụng chống lại họ. Lúc vào kho, ông phát hiện một viên đạn bạc dính máu ma cà rồng nên đã hốt hoảng đi tìm người trong nhà. Ông đi tìm thì gặp được con trai trưởng và ông quản gia. Khi hỏi vợ và con gái út đâu thì biết vợ đang ở trong phòng còn con gái út thì đang ca hát cùng cô hầu và nãy giờ thì không có dấu vết của kẻ đột nhập. Ông đã vào phòng tìm vợ thì đau lòng khi vợ ông là người đã ra đi với vết đạn bắn trên người. Nhiều ngày sau, báo chí bắt đầu kéo đến nhà để tìm ông. Ông là bá tước Godard và vì đã sống 20 năm không hút máu người nên ông có được quyền của một công dân. Nhưng vẫn có vài thành phần cực đoan và phân biệt đối xử nhắm vào, ông sau đó đã bị báo chí vây lấy. Ông không muốn nói gì với báo chí thì có một cô bé là Annie cũng làm nhà báo đã hỏi ông đang muốn làm gì với vụ án này. Ông quyết định đi thuê thám tử vì cảnh sát làm ăn quá cầu thả. Nghe về người thám tử ông đã thuê thì Annie nghi ngờ ông đã thuê cặp đôi Aza và Sinuchi để điều tra phá án. Và chính ông cũng khẳng định điều đó là đúng. Cả hai lúc này đang được xe ngựa đưa đến gặp bá tước Godard. Theo lời ông thì cả hai đã phá được vài vụ án liên quan đến quái vật trước đây, tuy danh tính và sự thật còn khá mập mờ nhưng chí ít là còn đáng tin hơn cảnh sát. Lúc đến nơi, Shinuchi đã mặc cả với người đánh xe, anh mặc cả về việc đi xe cứ sóc lên sóc xuống thì phải trả ít giá lại một tí. Aza muốn anh đừng có bắt nạt người đàn ông tội nghiệp này nữa. Anh vẫn cố tình mặc cả bớt đi một đồng khiến người đánh xe đành phải chấp nhận, nhưng anh cũng không có tiền nên anh bảo người đánh xe vào lấy tiền từ chỗ bá tước. Ông ta sau đó vào khóc lóc với ông bá tước vì bị Shinuchi bắt nạt ông đã bảo quản gia đi lấy tiền trả shinuchi đã giới thiệu bản thân với bá tước và ông nghe giọng aza thì nghĩ cô hầu shizuku sau kia nói nhưng aza đã yêu cầu shizuku đi cất hành lý cho cả hai khiến bá tước lại bối rối hơn không biết giọng của aza từ đâu mà ra cho đến khi chính thức vào việc thì shinuchi mới vén màn lên và cho ông cùng hai người con trai biết aza chỉ có mỗi cái đầu và cô vẫn có thể sống khỏe vì chỉ có mỗi cái đầu nên cô chỉ có thể dùng não là chính cô đã yêu cầu bá tước thuật lại toàn bộ hiện trường ông đã đưa họ đến phòng của vợ và xem xét hiện trường ở đó vì cơ thể ma cà rồng phân hủy rất nhanh nên vợ ông đã được đưa đi an táng nhưng vẫn còn hình ảnh chụp lại nhìn qua thì người vợ bị một vật như cọc nhọn đâm vào tim khuôn mặt không có dấu vết vật lộn nên hẳn là lúc đó vợ ông đang ngủ vậy có nghĩa là hung thủ đã dùng cọc đâm thẳng một nhát vào tim mặt sau của ghế không bị chầy xước và việc hung thủ có thể qua được giác qua nhạy bén của ma cà rồng chứng tỏ kẻ đó phải rất có kinh nghiệm vết thương ngoài ra đều không có nên có thể là hung thủ đã dùng cả nước thánh để che giấu thêm vài thứ ở hiện trường chai nước thánh vẫn còn đây và có vết máu ở miệng chai còn vấn đề nữa là ở chiếc cọc bạc tìm thấy trong kho. Thứ mà chỉ có ông bá tước và ông quản gia có chìa khóa, nếu mà cả rồng chạm vào bạc dù có bọc vải thì cũng sẽ gây ra cảm giác bỏng rát mà không thể hồi phục lại. Từ đó Aza đã rút ra được 7 điều. Đầu tiên là hung thủ hẳn phải là một người thân thích nên mới qua được giác quan của phu nhân. Thứ hai là tại sao hung thủ lại ra tay vào ban đêm dù ban ngày là lúc ma cà rồng yếu nhất. Thứ ba là khóa của nhà kho thì cũng được ông tìm thấy là đã bị phá mất. Và chiếc chai nước thánh này tại sao lại bị để lại đây? Thứ bốn là tại sao hung thủ lại biết có cây cọc bạc ở trong kho và còn biết chính xác vị trí phòng của phu nhân và thời gian cô đi ngủ. Thứ năm là tại sao hung thủ lại để chiếc cọc bạc ấy vào lại trong kho. Bà Tước lúc này đã bắt đầu choáng váng. Đột nhiên con gái út của ông tìm đến thì bị Shinu chi dọa cho chạy mất. Điều thứ sáu và bảy thì cô sẽ nói sau. Cô sau đó đã cùng cả gia đình của bà Tước ăn tối. Người đánh xe cũng được mời lại ăn chung nhưng ông cứ ngó nghiêng gì đó. Ông cũng khá bất ngờ vì Aza chỉ có mỗi cái đầu. Cả gia đình bá tước thì chỉ uống máu để duy trì sức mạnh còn khác thì vẫn có những món bình thường, Aza thì chẳng cần ăn. Cả nhà của bá tước đều nghi ngờ năng lực của hai vị thám tử đây và còn cho rằng cả hai là dân lừa bịp và không đáng tin. Dù bá tước thấy cả hai tuy lập dị nhưng khi điều tra lại rất minh mẫn, Aza cũng quyết định thể hiện một chút, đó là lúc người đánh xe hỏi tại sao cô lại biết ông đang gặp vấn đề với vợ. Ông là người nghiện rượu nhưng bị vợ cấm uống rượu một thời gian đã dài. Đầu tiên là nhìn vào áo của ông có một vài điểm bị phai màu chứng tỏ ông thường xuyên đổ thức ăn vào đấy khiến vợ phải trả liên tục, chỉ có say thì mới làm đổ thức ăn nhiều đến vậy. Thứ hai là dâu ông tuy không cạo nhưng áo lại rất chỉnh tề và có chiếc cúc được khâu lại, và ông có vẻ cả tuần nay đã không còn uống rượu vì áo chưa được giặt cả tuần rồi. Có thể thấy vợ ông đã chán ngấy một người chồng say xỉn nên ông mới phải nghe để giữ gia đình êm ấm. Ông biết bản thân cần phải trân trọng người vợ chu đáo này hơn nên mới quyết phải cai rượu. Người con cả của bá tước đã bị thuyết phục và còn thấy cô giống như thám tử Sherlock Holmes. Aza giờ mới hỏi tiếp về vụ án. Cái xác được phát hiện vào 1 giờ 30 phút và gia đình ông có thói quen ăn tối vào 12 giờ như này, 12 giờ 30 phút. Vợ ông ăn xong và lên phòng nghỉ ngơi, còn ông thì sau bữa ăn đã đến gặp con trai cả ở phòng sách để bàn việc điều hành thị trấn. Con gái út cũng ở đó, sau đó thì ông đã lên đường đi săn. Lúc ông vào nhà kho lấy đồ thì chẳng có gì khác lạ. Lúc ra ngoài thì con trai thứ cũng xin đi theo và cả hai ở trong rừng với nhau suốt đến lúc trở về. Ông đã bắt ba phát súng nhắm vào hưu nhưng không trúng. Con trai cả cũng có nghe thấy ba tiếng súng này, sau khi cha đi săn thì con trai cả cũng về phòng đọc sách và đẩy em gái cho cô hầu trông chừng. Aza đã hỏi người con thứ về khoảng thời gian giữa lúc bữa ăn kết thúc cho đến lúc đi săn thì cậu ta làm gì. Cậu ta thấy bản thân bị nghi ngờ thì lên tiếng phản bác, nhưng không gây tội thì chẳng có gì phải giật mình. Người con thứ bị khả nghi nhiều nhất vì khoảng thời gian từ 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ thì cậu ta chỉ ở trong phòng và không nghe thấy tiếng động gì. A hỏi sang cô hầu vào thời điểm từ 12 rưỡi đến 1 rưỡi thì cô chỉ đi dọn dẹp và sau đó thấy tiểu thư đang làm phiền anh trai nên cô đã chơi với tiểu thư cho đến 1 rưỡi. Giữa chừng cô có đi vệ sinh cỡ 1 2 phút gì đó rồi quay lại. Cô con út cũng khẳng định điều đó, còn ông quản gia, ông chỉ đi làm việc và sắp xếp lịch trình cho bá tước, ông luôn ở một mình trong khoảng thời gian đó. Sau khi nghe giải thích thì A gia thấy cậu con cả và ông quản gia là hai người không có chứng cứ ngoại phạm. Lý do cô nghĩ thủ phạm là người trong nhà là vì như trước đó cô đã giải thích thì việc hung thủ là người ngoài rất khó lý giải được cô con út đã chạy đi mất khiến cô hầu phải chạy theo họ sau đó kết thúc bữa ăn và aza đã nhờ shizuku theo dõi hai người hầu trong nhà này vì người con trai cả khó có thể là thủ phạm anh ta cũng tìm đến và đe dọa cả hai về việc bản thân không phải người ra tay với mẹ aza cũng biết anh ta không phải thủ phạm vì cô đã quan sát tay của mọi người trong bữa ăn và ba ma cà rồng đều không bị thương chứng tỏ không phải người đã cầm chiếc cọc trước mắt thì aza cần đi tìm chiếc cọc đó xem thử trong lúc đó shizuku đang giám sát hai gia nhân trong nhà bá tước đã đến một giờ nên ông quản gia muốn đi làm việc thì bị Shizuku ngăn lại. Cô hầu cho biết bá tước cùng Shinuchi đã đi vào khu rừng khiến ông quản gia thấy hơi chột dạ và lo lắng. Trong lúc đó, bá tước vừa đi vừa kể về việc ông có nghe về một sinh vật được cho là bất tử và đã sống hơn nghìn năm. Nhưng Aza cho biết sinh vật bất tử đó cũng có điểm yếu là quỷ. Quỷ tuy giết được người bất tử nhưng phòng ngự rất kém và chỉ cần dính đạn là đủ chết. Con người đã thanh trừng gần như toàn bộ quỷ và còn rất ít bây giờ. Ông bá tước nhận thấy cả hai đang tự kể về bản thân, một con quỷ và một người bất tử cả hai biết là lộ rồi nên cũng chẳng giấu nữa đột nhiên ông bá tước bị đánh lén nên đã tắt đèn và xin phép lao đến tóm tên đó ông đã bắt được tên thợ săn đó rất nhanh và cho rằng hắn đã giết vợ ông nhưng aza đã xin ông tha cho người này tay áo của người này dính bụi than chứng tỏ là đã phải ngồi tàu rất lâu anh ta nói bản thân đến đây trả thù cho một thợ săn đã bị bá tước sát hại nhưng người đó đã tấn công ông trước nên ông chỉ tự vệ anh ta sau đó kể lại về người thợ săn đó người đó đã lên kế hoạch sát hại bá tước và còn rất tự tin vì có người giúp người thợ săn đó có mang theo một cái cọc và anh ta còn không biết chiếc cọc đó làm bằng bạc aza muốn ông thả người này đi vì người này đã có một bài học aza cho biết nhờ người thợ săn đó mà cô đã không cần lang thang trong rừng nữa cô muốn ông về tập hợp mọi người lại để cô phá án lúc trở về aza cho biết hung thủ là một trong những người ở đây người con cả không muốn tin nhưng bá tước muốn nghe trước rồi tính cô nói lại về bảy nghi vấn đầu tiên hung thủ là người quen nên mới qua mặt được phu nhân thứ hai là hung thủ ra tay vào ban đêm thay vì ban ngày thứ ba hung thủ để lại cái chai ở hiện trường thứ tư hung thủ biết rõ lịch trình ở trong lâu đài thứ năm hung thủ cố tình để lại chiếc cọc bạc ở trong nhà kho nghi vấn thứ sáu là về âm thanh lúc phu nhân bị sát hại con cả và ông quản gia đều ở gần phòng của phu nhân mà lại không nghe gì thì lại quá lạ cả hai không có chứng cứ ngoại phạm nhưng cũng khó có thể là đồng phạm của nhau nên cô nghi ngờ thời gian diễn ra vụ án là trước một giờ hung thủ hẳn là đã đặt vật gì đó ở giữa để át đi âm thanh của chiếc cọc khi đóng vào nhưng hiện trường chỉ có chiếc áo nên có thể hung thủ chỉ dùng lực từ cổ tay để thực hiện. Tại sao hung thủ không dùng búa để đóng cọc dù việc nghe thấy tiếng búa là chuyện chẳng có gì lạ vì phu nhân rất hay sửa đồ nội thất, có thể thủ phạm sợ búa sẽ làm hỏng chiếc cọc. Từ đó suy ra chiếc cọc đã gây ra án mạng không phải làm từ bạc. Chiếc cọc bạc mà bá tước thấy trong kho có thể chỉ là dính máu để che mắt, nhưng vật liệu gì mà có thể gây ra được cái chết cho phu nhân nhưng cũng rất dễ gãy nếu dùng búa, nhưng để đó tạm vì A gia muốn sang nghi vấn thứ bảy chiếc bình mà cô tìm được trong phòng phu nhân thật sự không phải dùng để chứa nước thánh vì chai nó dính bụi bẩn mà chùi bên ngoài lại không sạch nên chắc chắn là bẩn bên trong nếu chứa nước thì sao nó có thể bị bẩn được vậy thì hẳn là chai đó từ đầu không có nước mà chỉ là để ở hiện trường để làm giả nhưng vết thương của phu nhân có dấu vết bị nước thánh làm tổn thương từ đó suy ra được kẻ thủ ác hẳn là đã đóng băng nước thánh thành cọc để gây án kẻ đó đã dùng chiếc áo khoác ở hiện trường để che đi vết máu bắn ra chiếc cọc nhanh chóng tan chảy và khiến da của phu nhân bị thương kẻ thủ ác đã lấy máu của phu nhân và chờ lúc Bá Tước đi săn thì liền đi vào kho và bày hiện trường giả, mục đích là để Bá Tước hiểu nhầm thời gian gây án là sau một giờ chứ không phải là trước đó. vậy nên người không có chứng cứ ngoại phạm từ lúc 12h30 đến 1 giờ sẽ là thủ phạm. hai người đáp ứng là cô hầu và cậu con thứ, nhưng người đó phải đủ khỏe thì mới đâm được cọc và có thời gian nhỏ để tạo hiện trường giả. người bị nghi ngờ cao nhất vẫn là cậu con thứ. cậu con thứ lấy việc bản thân là ma cà rồng và không thể cầm được cọc bạc hay nước thánh, cái đó cũng đúng nhưng nếu thủ phạm đã tự cắt tay của bản thân đi và hồi phục lại thì khác từ đó có thể chắc chắn đứa con thứ là hung thủ cậu ta ngay lập tức chột dạ mà lao đến aza thì bị shinuchi tóm lại và ném ra ngoài theo lời aza lý do con trai thứ là thủ phạm là vì cậu ta cũng thuộc diện chống đối và căm ghét con người nhưng bà tước lại chọn kết thân với loài người nên cậu ta mới tạo ra vụ án này để khiến ông tỉnh ngộ cậu ta là người liên lạc với tay thợ săn kia và tạo cơ hội cho tên thợ săn đó tấn công bá tước và cướp đi chiếc cọc sắt và túi chứa Do nhà bá tước thường xuyên đến nhà thờ nên cậu ta có thể dễ dàng lấy đi nước thánh và đem về rồi bỏ vào túi. Chứa cọc sắt của tay thợ săn và đem để trong rừng vào ban đêm cho nó đóng băng lại và phần còn lại thì như đã thấy. Người con thứ lúc này đang cố tấn công Shinuchi nhưng anh đời nào để một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đánh bại được. Anh hành cho đứa con thứ một trận ra trò và vừa biểu diễn anh vừa kể lại tiểu sử của bản thân cho cậu ta nghe. Khi dọn dẹp xong thì anh đã về lại với Aza. Cô và Shinuchi sẽ ra về và khi trời sắp sáng lên thì cô bé nhà báo Annie đã tìm đến. Cô bé và nhóm Shinuchi đã quen nhau từ trước nên biết việc Aza chỉ có mỗi cái đầu. Shinuchi muốn cô bé hỏi vụ án thì vào hỏi ông quản gia là được. Shizuku và Shinuchi lại rượt đuổi nhau và Aza thì đã hỏi bá tước có ổn hay không. Ông đã mất đi một người vợ và giờ là cả một người con trai. Nhưng ông vẫn buộc phải công bố sự thật trước toàn thế giới. Aza đã hỏi ông về người cầm gậy cữ mờ kia thì ông có từng gặp người đó không lâu và được mời đến London nhưng ông đã từ chối. Khi đã có manh mối thì Shinuchi và Aza lại tiếp tục lên đường. Trong lúc đó tại một con tàu, có hai nhân vật mới đã xuất hiện người tóc trắng đây có danh tính là bóng ma trong nhà hát và người tóc vàng đây thì có một yêu cầu muốn nhờ bóng ma đây thực hiện đó là trộm đi viên kim cương từ một bảo tàng tại london và là nơi mà thám tử Sherlock hôm đang hoạt động bóng ma đã nhận kèo và lúc này thì nhóm sinuchi và aza cũng đã đặt chân đến london theo lời báo chí ở anh thì tên đã thuê bóng ma trong nhà hát đó là siêu trộm lupin cô nhà báo annie cũng đã theo chân đến đây còn nhóm của sinuchi thì đang đi đến cửa hàng gậy để xin danh sách khách hàng Lúc ra ngoài và đi vào một con hẻm thì cả ba chạm mặt hai người đàn ông và họ muốn danh sách khách hàng mà Shinuchi mang theo, đột nhiên họ bị cảnh sát bắt được và bị đưa lên xe. Lúc ở trên xe, có một cặp song sinh cũng bị bắt, Aza và người đàn ông kia đã nhìn ra được hai tên này là trộm do khớp tay đỏ lên vì sách vật nặng. Móng tay thì có mùn cưa chứng tỏ vật nặng chúng sách theo là đồ gồm xứ. Suy luận đúng khiến một tên lỡ mùng nhận luôn, trên báo có đăng tin là một nhân vật nổi tiếng là người sắt đang thuê thám tử đến điều tra về việc tên trộm Lupin đang nhắm đến kho báu của ông ta. Tình cờ thay thì hai thám tử mà ông ta thuê lại là Aza và Sherlock Holmes. Và Sherlock Holmes chính là người đang đi cùng họ trên chuyến xe này. Cảnh sát nhận ra thì đã cho quay xe đến dinh thự của người sắt, tại dinh thự. Ta biết người sắt và quản gia của ông đã lập kỷ lục bay vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Annie lúc này ở ngoài cổng dinh thự thì phấn khích khi thấy được hai thám tử nổi tiếng, nhưng đồng thời thì bóng ma nhà hát cũng đã nghe được tin này, lúc vào gặp quý ngài người sắt. Ông cũng không quá bất ngờ khi gặp được Aza vì cũng đã nghe danh về người bất tử, Aza nghĩ cô chỉ toàn điều tra về quái vật nên vụ này chẳng giúp được mấy. Nhưng với ông thì siêu trộm Lupin cũng chẳng khác gì quái vật. Hai thám tử thì vẫn cho rằng hai người là quá thừa, nhưng giờ thì vào vụ án trước. Siêu trộm Lupin đã gửi thư thông báo vào 11 giờ đến 11 giờ rưỡi ngày 19 thì hắn sẽ đến trộm viên kim cương mang tên đêm áp chót của ông. Lý do cho cái tên đó là vì viên kim cương này có màu đen, nó quý giá và chưa từng được đem ra trưng bày. Được cất trong căn hầm kiên cố bên dưới và được một con hào bao quanh. Hướng nam thì có một con kênh và một kênh đào dưới lòng đất đủ lớn để một người có thể đi vào. Sherlock đã cho ông đóng khu vực đó lại, và việc viên kim cương được hơn 100 bảo vệ và cảnh sát bảo vệ cùng hai thám tử và hai người đại diện từ hợp tác xã bảo hiểm có bề dày 200 năm lịch sử. Theo lời Lupin điều tra thì hợp tác xã đó có 7 người mạnh nhất và họ sẽ làm mọi biện pháp miễn là bảo vệ được khách hàng, họ đều mặc đồ trắng và cực kỳ giỏi. Người đầu tiên đến bảo vệ ông người sắt là đại diện số 5, Renhold, và người thứ hai là đại diện số 7, Fatima. Renhold được Aza nhận ra là kẻ sẽ gây cản trở cho cô nhiều nhất, Tên này cũng tỏ thái độ ghét Aza và Sinuchi ra mặt vì cả hai không phải con người. Người sắt sau đó dẫn tất cả xuống hầm để vào được căn phòng chứa viên kim cương. Nơi này cần tới ba chiếc chìa khóa và bốn người mới có thể đẩy cửa. Đêm áp chót được cất giữ trong một chiếc kết được thiết kế hết sức tinh vi. Tuy nhiên viên kim cương chỉ là sản phẩm nhân tạo nên kể ra thì cũng không đáng tiền lắm. Aza để ý chiếc kết được làm bằng bạc, thứ kim loại mà cả ma cả rồng và người sói đều ghét. Hẳn viên kim cương bên trong mang trong mình một lịch sử. 20 năm trước một người bạn của người sắt đã khai quật viên kim cương khỏi một di tích từ thế kỷ 14. Ông ta đã đặt viên kim cương vào chiếc kết và đưa cho người sắt và mất 10 năm để giải mã được cơ chế tinh vi của nó để lấy được viên kim cương. Trên mặt kim cương là vài dòng chữ được a gia dịch, cụ thể là có đề cập đến người sói. Sau khi điều tra nguồn gốc của viên kim cương, người sắt biết ở miền Nam nước Đức từng có một tộc người lùn rất hưng thịnh nhưng đã bị tộc người sói tiêu diệt. Họ rất cay nên để trả thù thì họ đã truyền cho con cháu đời sau biết nơi ẩn náu của kẻ thù thông qua viên kim cương không thể bị phá vỡ và một chiếc kết bạc khiến kẻ thù không thể động vào. Giờ là tới căn phòng, ngoài mấy ổ khóa kể trên thì căn phòng có một chiếc micro để liên lạc với bên ngoài. Trên trần là một lỗ thông gió dạng xoắn ốc, phía bên ngoài được chặn lưới sắt nên đảm bảo con người không thể đi qua, hôm nay tìm hiểu đến đây là đủ. Trước khi rời đi thì Sơ Lốc đã thì thầm to nhỏ gì đó với người sắt. Shinuchi đã hỏi Aza có cách nào đối phó với Lupin chưa thì cô đã nghĩ ra được một cách, chiều ngày 19 tháng 1, nhóm Shinuchi rủ nhau ra bờ sông ngồi. Aza bảo là muốn tham quan bảo tàng tượng sáp nên Shizuku đi hỏi địa chỉ. Trong lúc đó, trợ lý Watson và anh trai của Sherlock nhận ra người ngồi trước mặt họ không phải Sherlock dựa vào việc móng tay thật của Sherlock không dài như vậy. Và Sherlock thật thì ở ngay sau đây, tên đó đành bỏ mặt nạ ra và hắn chính là siêu trộm Lupin. Nhóm Shinuchi lúc này đang lần theo bản đồ để đến bảo tàng thì Shinuchi nghĩ là qua chào Sherlock một tiếng thì phát hiện Aza đã biến mất anh đã cầm nhầm lồng chim của người khác và bị Shizuku cho một đấm. Lupin lúc này khẳng định là không ổ khóa nào hắn không thể phá rồi nhảy xuống một chiếc xe do bóng ma điều khiển mà trốn đi, mải nói chuyện suýt tông phải Shizuku. Cô đã hỏi xem hai người có thấy một cái lồng chim không, vì là một thằng sim lỏ nên Lupin đã rủ Shizuku lên xe đi tìm chung luôn. Shinuchi lúc này thì vô tình gặp lại Ani nên cũng đi chung để tìm. Ở trên nhà anh trai, Sherlock nhắc ông cẩn thận với đám đại diện của bên bảo hiểm vì ông cứ có cảm giác là chúng không đáng tin nhưng kẻ làm ảnh hưởng nhiều nhất tới công việc của họ lại là nhóm của shinuchi và aza vì đêm áp chót là manh mối để truy tìm tộc người sói nên có thể họ sẽ không ngăn cản viên kim cương bị trộm mà còn có thể sẽ cố cướp nó đi ở dưới phố người cầm nhầm chiếc lồng của aza lúc này đã nhận ra và giật mình khi thấy cô ông ta quẳng luôn chiếc lồng ra giữa đường khiến aza bị xe cán trúng nhưng trong cái rủi có cái rủi hơn khi đám vừa cán qua là cặp song sinh tội phạm hôm trước không hiểu sao hai ông cháu này thoát được tay cảnh sát nhưng chúng đã có ý đồ với aza kể từ lần đầu thấy cô Đúng lúc này Shizuku đi đến và nhìn thấy Aza nằm trên xe của cặp song sinh nên đã đánh lái đuổi theo. Ani cùng Shinuchi cũng đang tìm kiếm gần đó thì phát hiện Aza và Shizuku nên anh đã đuổi theo. Shinuchi đã phi lên nóc nhà và lao thẳng xuống chỗ cặp song sinh rồi thành công cứu được Aza và đưa cô trở về chiếc lồng. Lupin nhận ra họ là nhóm sứ giả lồng chim và Aza cũng nhận ra Lupin do hắn đang mặc bộ đồ giống hệt Sherlock. Shinuchi đã giới thiệu nghệ danh quỷ sát thủ của bản thân nhưng phiên âm ra thì có nghĩa là anh mạnh hơn Lupin khiến hắn muốn được thỉnh giáo hắn ném bi ra và lướt trên bi đến tấn công hai thanh niên múa máy trên không một lúc thì về lại mặt đất Shinuchi bị bắn bi vào chán và kết quả là ăn một quả móc hàm rồi gục lupin nhắc nhóm aza tránh xa vụ này nhưng hắn không hề biết tất cả đều nằm trong toan tính của chính cô đồng hồ big ben sau đó điểm 8 giờ mọi người phải trải qua khâu lục soát trước khi bước vào sinh thự của người sắt thanh tra người pháp đến thì bị sơ lốc giật ria kiểm tra xem ông có phải lupin giả dạng không rồi mới bắt tay dẫn vào trong tiến vào căn phòng nhóm Aza đã để lại một bức thư cho Sơ bảo họ sẽ chịu trách nhiệm an ninh trên mặt đất. Sơ Lốc mặc kệ vì quái vật nghĩ gì thì quái vật mới hiểu, Renhold từ chối ở trong căn phòng bụi bặm này nên cũng đòi canh trên mặt đất. Sơ biết rõ làm vậy là để vây bắt Lupin dễ hơn nên kệ, thế là căn phòng chỉ còn lại 6 người. 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn nhưng mọi người quyết định đóng cửa sớm, tất cả ngồi xung quanh chiếc kết bạc đợi xem Lupin sẽ làm gì. 10 giờ, dưới con hào bỗng có tiếng nổ, nghe tin đồng phục của một sĩ quan đã bị đánh cắp nên Sơ lập tức rút súng bắn hỏng hết ổ khóa giờ thì căn phòng này nội bất xuất ngoại bất nhập có gọi thợ khóa cũng phải mất 5 tiếng mới phá được sơ lốc này ra ý tưởng này vì lupin đã nhận bản thân có thể phá mọi ổ khóa nhưng sẽ không thành vấn đề nếu ổ khóa vốn dĩ không thể mở được mấy người xung quanh nghe xong kiểu thì nghĩ sơ lốc quả là thiên tài đến 10 giờ 55 phút vẫn chưa thấy có biến nên người sắt đề nghị sơ lốc và watson đặt tay lên chiếc két tới 11 giờ 10 phút căn phòng bắt đầu rung chuyển vụ nổ lúc nãy đã khiến nước từ con hào tràn vào qua lỗ thông gió sơ lốc nhận ra bản thân không thông minh như bản thân nghĩ ông đã bị Lupin thao túng tâm ý dẫn tới quyết định phá lỗ khóa, giờ thì không có cách nào thoát ra được cả. Nghe tin những người dưới hầm đã bị nhốt thì Renhold đã cho Fatima xuống giải cứu còn hắn tiếp tục ở đây canh chừng Lupin. Những ông chú dưới kia thì biết chắc chắn nước sẽ không thể ngập hết được căn phòng nên vẫn chưa quá hoảng loạn. Họ đợi khi nước dâng lên thì liên bám vào mấy bức tượng ở trần nhà. Và Fatima lúc này cũng đã đến để phá cửa giúp họ thoát ra, thế nhưng khi nước thoát đi hết thì chiếc két sắt đã thực sự biến mất. Và thời điểm chính xác là 11 giờ 30 phút, không ai biết Lupin đã trôm chiếc két bằng cách nào dù rõ ràng căn phòng không thể ra vào tùy tiện. Họ sau đó muốn về sửa ấm cơ thể trước rồi tính tiếp, nhưng khi về đến lò sưởi và bắt đầu tính cách thì Sherlock đã xin mượn chiếc còng tay từ ông thanh tra người Pháp và rồi còng ông ta lại. Sherlock biết ông ta là Lupin cải trang vì lúc đi trên cầu, bước chân của ông ta không gây ra tiếng cót két của cầu nên cái bụng bia này là giả. Lupin cũng tự thú luôn và cách mà hắn đã trộm chiếc két là để dây luồn qua dòng nước chảy xuống và hắn ở trong căn phòng sẽ buộc sợi dây vào kết để đồng bọn kéo ra. Lupin đã cởi mặt nạ nhưng vẫn tự tin bản thân đã thắng. Nhưng cái kết đó không hề có viên kim cương mà Sherlock đã đánh cháo vị trí của nó. Và viên kim cương thật đang ở trong túi áo đằng kia, nhưng khi tìm thì lại không có. Lupin đã giữ được nó trong tay và dùng bom khói để tẩu thoát. Cả dinh thự sau đó nhôn nháo đi tìm Lupin. Nhưng hắn đã dùng trang phục cảnh vệ trộm được mà tẩu thoát. Lupin được miêu tả là một tên trộm giống với một kẻ trong truyền thuyết Nhật Bản. Đó là Ishikawa Goemon hắn bị bắt và xử tử bằng cách đun sôi nên đàn em hắn đã tức giận và quyết định trộm hết nồi trên thế giới và những quán ăn là nơi gặp vấn đề lớn nhất khi họ không có nồi để kinh doanh buôn bán trong lúc đó lupin và bóng ma đã gặp lại nhau một người có viên kim cương một người có két nhưng thứ trong két chính là aza theo lời sinuchi thì cách người ta đã bắt lũ trộm nồi là để người ngồi canh trong đó và giờ đây họ đã dùng cách tương tự để đối phó lại lupin Kể xong câu chuyện thì Shinuchi đã cúi chào và Aza cho biết Lupin lúc đó đã nhầm Ani với cô nên cô đã cố tình suối Shinuchi thua để Lupin tự đắc. Và lúc chập tối, cô đã gặp ông người sắt và xin được trốn ở trong két. Cô đã phải giữ két đóng chặt suốt thời gian trốn để đợi đến lúc này. Lupin biết bản thân đã lộ tẩy nhưng hắn tự tin bóng ma của hắn sẽ xử lý được Shinuchi. Nhưng bóng ma đã chạy mất buộc Shizuku phải đuổi theo. Renhold cũng đã đến đây và đòi xử hết một lượt, nhưng đột nhiên cây cầu ngoài kia bị phá hủy khiến họ không còn đường chạy nhưng người phá cầu không phải Lupin mà là hội của người đàn ông cầm theo cây gậy chữ mờ kia. Ông ta đã dẫn người vào đây để tìm Lupin. Hội của ông ta đều là những sinh vật không phải con người, ông ta chỉ nhắm vào viên kim cương. Còn những người bạn cũ của ông ta thì họ xử lý ra sao tùy họ. Họ sau đó bắt đầu chia ra để đi đổ sát. Còn Renhold thì tấn công Lupin nhưng cũng đồng thời nhắm vào Shinuchi. Anh đã phải né và lấy việc Lupin đang bỏ chạy để đánh lạc hướng Renhold. Hắn bám theo Lupin và đòi lại viên kim cương thì hắn ném đi buộc Reinhold phải bám theo viên kim cương còn chi đuổi theo Lupin. Sherlock và bác sĩ Watson cũng tìm đến và nghe tình hình từ Aza. Cô nghe việc có một đám lạ mặt đang tấn công vào đây thì nhờ Sherlock đưa cô theo vì có thể kiến thức của cô giúp được gì đó. Bóng ma lúc này trốn được khỏi Shizuku thì lại gặp Fatima. Cô đang săn lùng bóng ma vì bóng ma có tên trong danh sách cần phải bị loại bỏ. Cô lấy hai cây nỏ ra và ép bóng ma lộ mặt. Nhưng việc lẩn trốn cũng chẳng giúp bóng ma thoát khỏi được những mũi tên từ cô. Còn Sơ Lốc và Aza thì đã đến thư viện và nhiều người đã bị tàn sát ở đây. Nhìn mặt kẻ gây ra thì Sơ Lốc nhận ra hắn là Alester, không phải con củ lờ nào đó trong liên quân. Alester này cách đây không lâu đã lên báo vì tạo ra đủ loại giáo đoàn cùng nhiệt giải rác khắp London. Các giáo đoàn này chuyên thực hiện các nghi lễ tàn bạo. Sơ Lốc đã nhìn ra mánh khóe từ trò búng tay của hắn, đó là búng ra một cây kim tẩm độc. Hắn thấy cả hai đã nhìn ra mánh khóe của hắn thì cần phải trừ khử, còn trong lúc đó, ông thanh tra vô tình chạm mặt một ả ma cà rồng, ả à ta không sợ khẩu súng cùi bắp của ông nên shizuku đã đến trợ giúp nhưng cô vẫn đang theo nhiệm vụ truy tìm bóng ma nên hỏi cả hai có thấy bóng ma đâu không cả hai đều không biết nên cô định bỏ đi thì ả à ma rồng không cho phép trong lúc đó renholt lupin và shinuchi vẫn đang có cuộc rượt đuổi tay ba mục tiêu vẫn là viên kim cương đó cả ba đuổi vào một nhà thờ và sơ ý làm rơi viên kim cương ở đây lupin đã ngỏ lời muốn hợp tác với shinuchi renho sau đó đi vào và bắt đầu bị shinu chi dụ cho tám chuyện để rồi mất tập trung và khiến lupin có cơ hội đẩy nguyên cái piano vào đầu hắn trong lúc đó bóng ma đã bắt đầu tận dụng bóng tối để qua mặt fatima vì bóng ma rất giỏi kiểm soát âm thanh nên fatima không thể biết bóng ma ở vị trí nào mà bắn shizuku thì đã bắt đầu đuối thế trước ma cả rồng bất tử tuy cô có vũ khí làm từ bạc và có thể làm bị thương ả ta nhưng để đánh chúng được ả thì là cả một vấn đề và điều cô không ngờ được là máu của ả có độc thứ độc đó đã dính vào người shizuku và khiến cô bị ả ta mê hoặc còn sơ sau một hồi dùng súng đấu với ảo thuật thì lại rơi vào tình cảnh thiếu thốn đạn dược aza đã hỏi lý do chúng cần viên kim cương thì chúng đơn giản là muốn tìm người sói để gia tăng thêm lực lượng mải tám chuyện thì sơ đã xách gậy đến tìm aletter và đánh bật cây kim đâm vào mặt hắn hắn kịp lấy thuốc giải ra nhưng đúng lúc này thì kẻ chủ mưu đã xuất hiện theo lời sơ thì ông ta là tiến sĩ moziati còn ở bên sinuchi reinhold vẫn còn sống đột nhiên bóng ma và fatima rơi thẳng vào đây và một tên khác từ hội của tên giáo sư cũng mò đến hắn đã dùng phép và thó được viên kim cương trong tích tắc và còn xử luôn hai đại diện bảo hiểm một cách nhanh chóng lupin và bóng ma đã lủi đi trước vì biết họ không thể lấy lại viên kim cương từ tên quái vật đó aza lúc này đã bất ngờ với cái tên moziati vì đây là tên của trùng một tổ chức tội phạm đáng ra đã chết từ lâu ông ta đang giữ cơ thể của aza để nghiên cứu và ông ta sau 8 năm thì nay đã trở lại để tạo ra một băng đảng tội phạm to lớn hơn xưa bằng cách tập hợp toàn những quái nhân và còn thu nhận một người học trò ngoài sức tưởng tượng Người đó đã cầu xin ông ta một cơ thể của quái vật nên ông ta đã dạy hắn kiến thức về phẫu thuật cấy ghép. Và người mà ông ta đang nói đến là kẻ mà họ cũng chẳng còn xa lạ gì. Người đã gây ra tội ác toàn diện vào 11 năm trước, giác đầu tể. Và tên giác đó lúc này đang đối đầu với Shinuchi. Shinuchi đã lao vào giao lưu nhẹ vài đường và nhận thấy giác có đôi chút rất giống anh. Còn giáo sư Mojiati thì cho biết ông ta và giác đã đến Nhật để tìm mẫu vật về quỷ và người bất tử. Bằng cách cấy ghép quỷ và tế bào từ người bất tử thì ông ta có thể sinh ra một chiến binh thuộc hàng châu bò với sức hồi phục cực kỳ kinh khủng. Ông ta đã thí nghiệm lên rất nhiều đối tượng và đa phần đều bị hóa điên bởi sức mạnh của quỷ, nên ông ta đã điều chỉnh cho cân bằng lại trước khi phẫu thuật lên giác. Và ông ta đã hiểu ra được cơ thể bất tử của Aza cũng là một dạng quỷ lai nên hẳn là trước đây cô đã được ai đó phẫu thuật cho. Cô cũng thừa nhận điều đó và cô cũng chẳng ưa gì kẻ đã cho cô sự bất tử này. Ông ta đã dùng tế bào từ cô để biến giúp giác miễn dịch với tế bào quỷ. Từ đó ông ta bắt đầu đưa rác đi khắp nơi để cấy thêm những loài khác vào rác kết quả là giờ hắn có đặc điểm của ma cà rồng nhưng không sợ bạc và có thể đi dưới mặt trời và giờ thì ông ta nhắm đến đặc điểm của người sói nói tóm lại giờ ông ta đã có được sinh vật mang cơ thể con người với khả năng bất tử sức tấn công của quỷ và khả năng tái sinh của ma cà rồng thế nhưng sinh vật tưởng chừng như bất bại đó vẫn có điểm yếu chính là shinuchi anh tuy bị rác đập cho bầm dập nhưng đòn đánh của anh vẫn để lại thương tích nhất định cho rác và ngăn khả năng hồi phục của hắn giác sau đó nhớ ra shinuchi chính là mẫu vật đã trốn thoát của mojiati còn shinuchi cũng nhớ ra giác là kẻ luôn ở cạnh lão già đó shinuchi cho biết bản thân đuổi theo họ đến đây để biểu diễn khiến giác quyết định mặc kệ shinuchi mà không thèm lấy mạng anh à, mà maka rồng lúc này đang cố ve vãn shizuku cô đã nhanh trí lấy cây thánh giá gần đó đâm vào à khiến ả à đau điếng mà đòi xử luôn cô nhưng giác đã bắn pháo sáng để bảo tất cả ra về giáo sư thấy giác đã có hàng nên cũng gọi alexter và Franken ra về Trước khi về thì ông ta đã nói ra tên của tổ chức mà ông ta đang gây dựng là dạ tiệc, Shinuchi sau đó đã gặp lại nhóm Sherlock và Aza. Shizuku cũng bình an về đây, họ không biết nhóm Lupin đã đi đâu thì Sherlock biết Lupin đã dùng đường cồng để đi vì nước trong hào đã bị rút bớt nên hắn có thể trốn được. Nhưng còn về cái kết bạc thì có vẻ Lupin đã tranh thủ trông mất, nhưng Shinuchi muốn họ xem anh biểu diễn. Jack lúc này đã về tổ chức và định lấy viên kim cương ra cho giáo sư xem, nhưng áo của hắn đã rách từ lúc nào không hay. Shin chi lúc này đã cầm viên kim cương mà anh nhanh tay thó được từ giác aza sau đó đã giải mã được đoạn thơ kia cô đã bảo sơ lốc đưa viên kim cương ra trước ánh đèn và từ trong đó một dòng chữ hiện lên là rừng nanh có vẻ đó là nơi ở của người sói Shin nhớ là giác cũng đã làm tương tự nên có thể dạ tiệc cũng đã biết thông tin này năm xưa có hai mẹ con người sói đã bị dân làng truy sát họ buộc phải trốn vào một ngọn tháp nhưng dân làng không chịu buông tha mà thiêu dụi cả ngọn tháp để giết bằng được hai mẹ con quay về hiện tại nhóm Aza đã lên đường đến rừng nanh ở miền nam nước Đức. Aza muốn họ cẩn thận vì có thể sẽ bị người của lão Moziati đánh úp. Aza trước đây đã từng gặp người sói một lần. Người sói lúc đó có thể chuyển đổi giữa ba hình thái. Ở hình thái người thì họ chẳng khác con người là mấy. Ở dạng thú nhân thì hơn người tí nhưng khi sang dạng sói hoàn toàn thì các giác quan của họ được cải thiện đáng kể. Da thì cứng đến mức chống được cả súng đạn. Đột nhiên đang đi thì nhóm Aza bắt gặp một người đàn ông dâu ria. Ông ta nhận ra cả ba là thám tử chuyên điều tra về quái vật nên đã cầu xin giúp đỡ do một cô gái trong làng đã bị người sói bắt đi lúc vào làng họ bị người dân né tránh a đã xin ông chú kể lại đầu đuôi cụ thể là một năm trước cháu gái của trưởng làng bị bắt đi và hôm sau người ta tìm thấy cô đã chết trong rừng đầu và lưng bị gãy mặt thì nát và biến dạng một tay thì bị gặm sạch và trên người đầy vết cắn và bốn tháng sau đó con gái của tiểu phu là người tiếp theo bị bắt và tình trạng cũng cực kỳ khủng khiếp bốn tháng nữa trôi qua và con gái của nhà say bột là nạn nhân tiếp theo cả ba vụ đều xảy ra vào đêm mưa dấu vết trên xác được tìm thấy đều như nhau đặc điểm nhận dạng của những cái xác đều trùng khớp và một điều nữa là hôm qua cũng có một bé gái nữa bị bắt đi người bố đã phá cửa xông vào thì kẻ thủ ác đã bắt cô bé và trốn ra bằng cửa sổ nhưng hôm qua thì lại không có mưa 8 năm trước dân làng đã từng đuổi người sói khỏi làng trước khi có họa xảy ra lúc đưa đến nhà thờ bố của cô bé đã bị bắt đang nghi ngờ một người từ ngoài làng đến là người sói nhưng có đến ba người từ ngoài làng nên không thể lý luận như vậy được nhóm thám tử đã đến và aza không khuyến khích họ xem chân dạng của cô nhưng họ vẫn xem và bị sốc Bố cô bé mất tích thì gọi Aza là quái vật nhưng chỉ cô là người phá án được nên ông ta đành phải nghe theo. Aza sau đó đã xin đi xem hiện trường và nhận thấy nơi này thật bừa bộn, lò sưởi đêm qua không đốt nên hẳn là kẻ thủ ác đã đi vào bằng lò sưởi. Từ kích thước và dấu chân thì có thể đoán được là thú nhân. Cô sau đó nhờ ông chú Zosia đi mang cho cô dấu vết răng từ những cái xác trước đến đây và nhờ. Ông đến yêu cầu Shizuku mang đến cho cô một quả bóng có kích thước ngang cái đầu của cô là được. Cô sau đó hỏi người mẹ là tối qua làm gì, qua kể lại thì họ chỉ sinh hoạt như bình thường. Hai cửa sổ thì một cái được chốt kỹ càng còn cái bị phá là cửa cố định mà không thể mở. Nhìn qua thì đã biết được hướng chạy của kẻ thù ác. Shizuku sau đó tìm đến và được giao lên nóc nhà quan sát thử xem có dấu vết gì hay không. Khi chẳng có gì thì cô đã bảo Shizuku ném đồ xuống. Bụi bốc lên mù mịt và ông chú đã đưa dấu vết răng về đây. Aza đã có thể kết luận được vụ việc này không phải do người sói nổi điên làm loạn mà là do kẻ có lý trí gây ra. Trên giường có vết máu mà đường chạy trốn không có thì hẳn là kẻ thù ác đã mang theo túi để nhét cô bé vào ngoài ra thì khóa nhà kho cũng bị hỏng và được biết là một năm trước nó đã bị phá và súng đạn trong đó đã bị lấy mất vì chung thời điểm với vụ đầu tiên nên cần cân nhắc cả nhóm sau đó đã đến nhà trưởng làng và ông có thông tin về rừng nhanh và nơi ở của người sói ông cũng biết về viên kim cương kia nên a ra quyết định giao dịch với ông cô sẽ bắt và giải quyết vụ người sói ở làng này để đổi lấy thông tin từ ông theo lời trưởng làng ba người bị tình nghi trong làng chỉ có một bác sĩ một kỹ sư và một họa sĩ cả ba đều là người từ ngoài làng đến và cách để phát hiện người sói là đặt hoa thơm hoặc gõ nổi bên tai họ để họ giật mình vì độ nhạy của giác quan nhưng cả ba đều không có biểu hiện gì người sói có thể kiểm soát máu mủ việc sinh sôi và kiểm soát đặc điểm đã khiến người sói thời nay không còn sợ bạc và nước thánh nên giờ đây chỉ còn cách là giết lúc ở dạng người thì mới triệt hạ được người sói nhưng nếu vua sói ra đời thì mọi cách thông thường chẳng còn tác dụng nữa vua người sói là truyền thuyết về việc người sói rồi sẽ sinh ra một cá thể được xem như thần của tộc người sói ông trước đây đã từng thấy người sói miễn nhiễm với bạc Hồi trước có hai mẹ con người sói đã tới làng và qua mặt tất cả mọi người, nhưng may mà ngày đó cô bé Louis vừa bị bắt đi kia đã phát hiện ra và khiến giúp họ đuổi được người sói ra khỏi làng. Kể từ đó cô bé được coi như thần hộ mệnh của ngôi làng, chỉ tiếc là hiện giờ cô bé cũng đã bị tên hung thu chua rõ danh tính bắt cóc. Để tìm hiểu thêm thì nhóm sứ giả đã tới nhà của người kỹ sư. Khoảng 13 năm trước, anh đã tìm thấy một bà bầu bị thương nằm sâu trong rừng. Anh được biết tên cô gái đó là Rose và tưởng cô là người hầu của gia đình nào đó có lăng nhăng với ông chủ nên bị đuổi đi. Lúc đó dân làng khá bao dung nên là anh đã đưa cô về làng chăm sóc. Nửa năm sau cô sinh ra một đứa con gái đặt tên là Z, Rose đa phần sống trong nhà và là một người thông minh và rộng lượng. Cuộc sống bình yên cho tới một ngày do ngoại hình tương đồng nên Rose đã nhận nhầm Louis là con gái mình và để lộ danh tính người sói. Dân làng sau đó đã thiêu sống cả hai mẹ con và chính anh kỹ sư đây là người đã xác nhận lại hai bộ xương của hai mẹ con người sói. Anh kỹ sư tin vào ông bác sĩ nên chỉ còn một nghi phạm là cô họa sĩ. Nhóm thám tử sau đó tới nhà của cô họa sĩ 5 năm trước cô đã tới đây tìm vẽ thác nước và do cảnh đẹp quá nên cô đã ở lại luôn từ đó đến giờ. Bố mẹ của các nạn nhân đã nhờ cô vẽ di ảnh cho những đứa con của họ. Theo ý kiến của cô họa sĩ thì hung thủ có vẻ chỉ là một con sói hoang, thỉnh thoảng lúc sáng sớm hoặc khi mặt trời lặn thì cô đã nhìn thấy nó, một con sói với bộ lông vàng óng khác lạ. Chỉ mình cô nhìn thấy con sói do cô sống ở xó làng nên giờ cô cũng trở thành tình nghi số 1 chưa biết cô họa sĩ này có phải thủ phạm hay không nhưng aza biết cô ta đã nói xạo về vụ cô ta sống trong gia đình họa sĩ và tốt nghiệp trường mỹ thuật cách cầm bút của cô ta không giống họa sĩ thật nên aza đã nhìn ra cô ta đành giải thích là vì jomo koi hay bị kỳ thị nên mới nói xạo để cho đỡ xấu hổ vì từ nhỏ cô ta đã bị bỏ rơi trong khi nhóm thám tử bận điều tra ở nơi mà anh kỹ sư từng tìm thấy dâu thì đám dạ tiệc lại đang quan sát họ từ xa tới tối aza có mặt tại nhà của ông chú bác sĩ ông là người đã nghe thấy tiếng hét của Louis khi cô bé bị bắt đi Aza chợt hỏi về cách đối xử của bố mẹ Louis đối với cô bé. Do cô đã nhìn thấy chiếc xe lăn của Louis, bánh xe và tay vịn -E DEUBN nhưng phần tay nắm phía sau lại vô cùng sạch sẽ. Louis cũng học được tính tự lập nên phải chăng là bố mẹ Louis không hề quan tâm tới cô bé. Aza ít đã tự ra ngoài một mình bao giờ chưa, đa phần thì chưa nhưng ông nhớ cách đây khoảng một năm rưỡi. Có lần Louis đã mất tích và đến chắp tôi dân làng mới phát hiện xe lăn của cô bé kẹt vào đống bùn bên bờ sông khiến cô bé không thể di chuyển. Hỏi lý do một mình ra ngoài thì cô bé bảo muốn tới nhà cô họa sĩ. Aza giờ đây đã hiểu thêm được phần nào về tình cảnh ở làng này. Bỗng nhiên có hai vị khách tới thăm. Họ đã ngay lập tức lao vào ẩu đả. Và hai người đến đó là số 3 và số 4 của tổ chức bảo hiểm. Họ tới đây để tìm người sói nhưng giờ họ kể cả cướp được viên kim cương thì cũng không biết cách sử dụng nó. Shinuchi cho BS chỉ có trưởng làng mới biết cách dùng và ông ta đã hứa sẽ nói cho Aza nếu cô giải thành công vụ án. Hai phe quyết định đình chiến và số 3 muốn Aza lo mà sớm phá án. Aza sau đó lại phải tiếp tục chữa bệnh cho Shinuchi và anh thấy Shizuku cứ có vẻ ghen tị với anh. Đột nhiên anh phát hiện dân làng đang chạy tới bao vây nhà cô họa sĩ. Cô hét lên bảo mọi người tránh ra và cô thú nhận bản thân là hung thủ và đã ăn thịt hết những nạn nhân rồi hóa sói xông ra. Số 3 đã bắn một viên đạn bạc nhưng không hề có tác dụng và để cô ta chạy đi mất. Nhóm thám tử đã đuổi theo đánh nhau với cô họa sĩ. Shinuchi đã đưa Aza cho Shizuku giữ và lao vào tiếp chiều. Số 3 và 4 cũng kéo đến nổ vài phát súng. Shizuku đã vào trợ giúp thì cô họa sĩ né Shizuku và lao đến ném Aza xuống suối. Shizuku đã lao ra hất Aza vào lại và để bản thân rơi xuống thác nước. Tuy hung thủ đã chạy thoát nhưng trưởng làng vẫn đồng ý chia sẻ cách sử dụng viên kim cương. Ra đầu làng, đứng ở nơi ngọn tháp bị thiêu rụi và đợi ánh mặt trời chiếu qua chữ đầu của bài thơ khắc trên viên kim cương là có kết quả. Nhóm thám tử và hội bán bảo hiểm đã làm theo soi ra được vị trí của làng người sói trong rừng nanh. Đám dạ tiệc thấy có động thái thì cũng chuẩn bị. Shizuku lúc này đã tỉnh lại, Cô trôi theo dòng nước xuống hạ nguồn và được một người sói tên Nora vớt lên rồi nhờ hai cô bạn thân sưởi ấm giúp thì mới vượt qua cơn nguy kịch. Shizuku nhận thấy làng người sói này ngủ trưa vào giữa đêm, giờ giấc sinh hoạt cũng trái ngược với con người, người sói không cho con người vào làng nên Shizuku cần rời đi sớm nhất có thể. Đồng thời Shizuku cũng biết trong làng người sói này cũng đang xảy ra vụ án giết người hàng loạt nạn nhân là các bé gái vào những ngày mưa. Vì súng của cô không phải loại gây ra trên những cái xác nên họ tin cô không phải thủ phạm cô muốn họ đợi aza đến vì aza có thể phá án nhưng càng nhiều người vào làng sẽ càng khó nên nora nghĩ là shizuku nên rời đi thì tốt hơn cô sau đó đã pha trà cho ba cô sói uống họ đều khen ngon và shizuku muốn biết rõ hơn về vụ án được biết nó bắt đầu từ một năm trước cũng có người chết sau mỗi bốn tháng và tới nay đã có ba nạn nhân nạn nhân chết bằng việc bị bắn vào ngực và cánh đàn ông trong làng luôn mất dấu hung thủ vì trời mưa đã xóa hết mọi dấu vết mọi lần đều không có ai nghe thấy tiếng súng đến giờ chỉ biết hung thủ dùng súng ngắn rất giỏi đột kích và biết xóa dấu vết hoàn hảo Nói chung giờ Shizuku chẳng điều tra được gì nên họ muốn đưa Shizuku rời khỏi đây và cần tìm nơi nào đó có nước để giúp Shizuku xóa mùi. Nora sẽ dụ cánh đàn ông đi chỗ khác để hai cô bạn tìm cách đưa Shizuku rời đi. Trên đường đi Shizuku biết được làng này không cô gái nào có thể trốn đi vì sẽ bị cánh đàn ông bắt về. Con gái trong làng đều sẽ bị bà trưởng làng bắt làm vu nữ để cải thiện nòi giống. Đột nhiên cánh đàn ông vẫn ở đây nên hai cô gái phải giả bộ trước mặt họ. Vừa qua mặt được để đi thì một chút sai sót đã khiến Shizuku lộ thân phận giữa đám người sói. Cô đã bị họ truy đuổi và sau cùng thì vẫn bị số lượng đông đảo bao vây. Cô đã lên tiếng để nói đỡ cho hai cô gái kia để họ không bị truy cứu. Già làng đã tìm đến và muốn xử luôn Shizuku. Nhưng hai cô gái kia đã cho rằng chính Nora đã cứu Shizuku và muốn xem cô có gì để nói. Họ sau đó đã đưa cô lên đồi gỗ để tra hỏi. Người đánh giá cô có đang nói dối hay không sẽ là già làng. Đã lâu rồi họ mới xây đồi gỗ kể từ vụ của Rose trước đây. Dù cô giải thích ra sao thì vẫn bị già làng xem là nói dối. Hai cô gái kia cũng đã lên tiếng nói đỡ cho Shizuku. Đột nhiên đang giữa phiên tòa thì có tiếng súng vang lên, cả tộc kéo nhau vào rừng thì thấy Nora đã bị bắn chết. Hôm nay trời không mưa nhưng vẫn không ngửi được dấu vết hung thủ. Bà già lại quay ra đổ tội cho Shizuku, nhưng cánh đàn ông cho rằng nãy giờ Shizuku bị giữ ở trên đồi gỗ suốt thì sao gây ra được. Đám người sói chẳng biết làm gì nữa nên đành để Shizuku khám xét hiện trường, xung quanh có rất ít máu nên Shizuku đoán đây không phải nơi hung thủ ra tay. Cơ thể Nora ướt nhưng quần áo lại khô tức là cô đã ngâm mình tại nơi nào đó rồi mới mặc quần áo vào sau đó bị bắn rồi di chuyển xác tới đây. Ở thân cây gần đó có vết súng nên là đã có hai phát súng được bắn nhưng chỉ một phát tạo ra tiếng. Thấy Shizuku cũng không giúp được gì nên đám người sói quyết định xử lý cô vì họ sẽ không để ai vào làng nữa. Ở một nơi khác, nhóm Aza đang di chuyển thì bị Franken tấn công. Hắn đã kéo cả Shinuchi và Aza xuống vực và cắt đuôi đám bán bảo hiểm. Franken sau đó cho họ biết là anh ta đã giúp cả hai cắt đuôi lũ bán bảo hiểm nên muốn đổi lại vào vị trí làng người sói. Dù biết vị trí thì Franken vẫn sợ Shinuchi nói dối nên đã đòi cầm viên kim cương để làm tin nếu gặp nhau tại làng người sói thì anh ta sẽ trả sau đó mỗi người một ngả shinuchi cùng aza đã tới làng người sói làng lúc này đang tổ chức đám tang cho nora nhờ sự giúp đỡ của cô sói mà shinuchi và aza đã gặp lại được shizuku ở trong nhà giam aza đã hỏi kết quả điều tra từ shizuku và khen ngợi cô đã làm tốt cánh đàn ông đã đánh hơi được và quyết định về nhà giam xem xét để tránh náo loạn thì shizuku quyết định sẽ tạm thời ở lại ngục để shinuchi đưa aza tới hiện trường điều tra Đám người sói sớm đánh hơi và đuổi theo nhưng Aza đã bảo Shinuchi đi quanh hòn đá nhọn này để cô quan sát. Cô đã giúp Shinuchi tìm ra được một công tắc và cả hai đã kịp chui vào một đường hầm trước khi người sói đến. Đây chính là cách hung thủ che đi dấu vết sau mỗi lần thực hiện tội ác, vết máu vẫn còn dưới này. Và cây súng của hung thủ cũng ở đây nên hẳn là họ đã bị sát hại ở đây rồi đưa xác lên mặt đất. Aza nhận ra đây là cây súng mà bố Louis đã mất từ trong kho. Đi tiếp thì họ phát hiện ra vết máu của Nora và một cái hồ. Có một góc trông giống như đã từng có người ở trên tường có khắc thêm lịch trình và phải đi tiếp mới biết thêm được trong lúc đó một người ở làng con người lại vô tình phát hiện được xác của Louis nhóm thám tử lại tìm được xác của cô họa sĩ bên cạnh là một đường hầm dẫn tới làng của con người giờ Aza đã hiểu Rose năm đó đã dùng đường hầm này để đến được làng của con người cả hai gặp lại ông chú bác sĩ và nghe việc xác của Louis được tìm thấy gặp lại bố mẹ Louis Aza đã hỏi cả hai đã đối xử với Louis như nào trước khi cô bé trở thành thần hộ mệnh Louis lúc đó đã bị xem là gánh nặng do không thể tự đi lại 8 năm trước bố mẹ Louis đã có ý định vứt bỏ cô bé. Họ đã bỏ mặc cô bé trong rừng nhưng không ngờ là Z. Con gái của Rose đã đưa Louis trở về làng ngay đêm đó. Louis sau đó cũng vạch trần thân phận của mẹ con người sói ngay trong đêm đó luôn. Cơ bản thì Louis bị bỏ rơi, Z cứu Louis và bị Louis bán đứng nhằm tỏ ra có ích với làng để không bị bỏ rơi. Louis rất thông minh vì nếu không vạch trần thì dân làng sẽ điều tra và lộ ra việc bố mẹ đã cố bỏ rơi cô bé. Aza giờ đã bắt đầu thấy dễ hiểu và quyết định trở về làng người sói lần nữa. Cả hai đã sử dụng đường hầm để quay trở về và tiện xem lại vài thứ trên đường đi. Số 3 và số 4 cũng đã phát hiện ra đường hầm và quyết định gọi cả làng đến. À ma rồng đã vào làng và bắt đầu đọa lạc ở đây. Nhóm Shinuchi đã sớm đưa Shizuku khỏi ngục. Aza muốn về làng vì cô còn việc nữa cần làm sáng tỏ. Cô hỏi lại cô người sói về việc dân làng nơi này sống về đêm và sống riêng lẻ là đúng hay không. Khi có được sự xác nhận thì cô đã giao Shinuchi đi đánh lạc hướng người sói. Cánh đàn ông nghe tin Shizuku đã trốn thì bắt đầu hành động. Franken và Alester cũng đã nghe tiếng hú thì hành động luôn. Sinuchi đã phát hiện ba người sói đuổi theo anh. Con đầu tiên bị anh luồn ra sau tóm đuôi đập vỡ đầu. Con thứ hai bị anh dụ cho nhảy lên cây và bị anh kẹp cổ chết. Con thứ ba bị anh dụ đến vách núi và nhảy xuống. Anh sau đó nhảy lên cây và bật ngược lại đấm vỡ mùng con thứ ba. Aza lúc này đã tới nghĩa địa tộc sói để xác định manh mối cuối cùng là người sói bỗng dưng bị phóng hỏa. Số 3 số 4 đã dẫn theo dân làng tới trả thù người sói ba thành viên của dạ tiệc đã bắt đầu đổ sát người sói. Aza đã bảo cô sói đào xác Nora lên để cô xem thử. Cô đã giao Shizuku quay về giúp người người sói. Cô quay về tìm cô người sói còn lại thì gặp lại ả ma cả rồng. Số 4 lúc này chạm chán Franken và bắt đầu đấu võ mồm trước. Số 3 thì chạm mặt tay ảo thuật ra. Sau một lúc, Aza đã hiểu ra toàn bộ vấn đề nên sẽ về làng giải đáp. Trong lúc hai cánh kia đang đánh nhau thì số 4 đã xích được Franken lại. Nhưng Shinuchi đã tìm đến trợ giúp Franken. Số 4 có khả năng sử dụng xích khá thành thạo nên Shinuchi cũng khó để đối phó. Thấy Shinuchi gặp khó khăn thì Franken giật đứt cánh tay của mình ra ném về phía Shinuchi để anh sút cho thanh niên đã đến bất tỉnh. Anh đòi lại viên kim cương từ Franken rồi gặng hỏi về cơ thể của Aza, được biết nó vẫn đang được bảo quản trong hàng ổ của dạ tiệc tại London. Số 3 và Alester vẫn đang đấu tầm xa ở một cánh. Số 3 đã ném sẻng lên và bắn bật góc vào sẻng để trúng Alester ở bên đây. À rồng phát hiện Shizuku không mặc đồ lót, nhưng cô không muốn nói về việc đó ả à, ma cà rồng cho Shizuku biết việc cô do từng tiếp xúc với độc của ả à nên trong người cô đã có kháng thể. Cô không biết đó phải thật không nên ả à đã cho cô một vết trên chân. Cô lại bị rơi vào mị lực nhưng ả à ta cho biết điều ả à nói là thật và đây chỉ là ảo thuật. ả à ta sau đó rời đi và tha cho Shizuku lần này. ở bên kia, số ba nghĩ đã ăn được Alastor nhưng hắn đã đánh cháo cơ thể và cho cô ta một kim. Shinuchi và Aza đã đi gặp lại Shizuku. Shinuchi muốn đi phá án nhưng Aza còn việc cho anh. ở bên ngoài, người dân hai làng đang chuẩn bị có pha combat bát tổng. Cuối cùng thì A ra tới và hô tất cả dừng tay. Cô tuyên bố cô đã tìm ra hung thủ cho cả hai vụ án, thủ phạm đang đứng ngay trên đồi gỗ. Người vừa là Louis, vừa là Nora, không ai khác chính là con gái của Rose. Red trở lại hiền chuồng căn phòng nơi Louis bị bắt. Dấu vết cho thấy không có ai bước vào phòng mà chỉ có dấu vết nhảy khỏi cửa sổ trong dạng sói. Dấu chân ở lò sưởi thì đáng ra phải có bụi xung quanh nếu có kẻ đột nhập vào từ ống khói nhưng quanh đó lại sạch sẽ nên chỉ có thể là tự biên tự diễn. Và khi biết việc Jet và Louis giống nhau thì cô đã nghi ngờ Jet năm xưa vẫn còn sống. Đêm hôm đó, cô họa sĩ biến thành sói thật ra cũng là Jet giả mạo vì dấu răng cắn vào chân Shinuchi giống với vết ở mọi vụ án tại làng con người. Có vẻ cô họa sĩ đã bị giết ngay khi cô và Shinuchi ra về sau khi đến điều tra. Còn về cái xác của Nora tối qua tìm được thật ra là đã bị giết dưới hang, vì nếu con người đi qua thì sẽ cần đèn và đèn lại thu hút bướm đêm dưới đó. Chỉ có người sói đi được trong bóng tối thì mới không dính phấn từ bướm đêm tạo ra nên cái xác của Nora kia cũng là do Jet làm ra. Và người đã sống dưới hang và bị Jet bắn chết kia có chiều cao khá thấp và đã sống dưới đó được một năm rưỡi, cùng thời điểm mà Louis mất tích trước đây. Nên cô dám chắc người đã bị sát hại đêm qua là Louis chứ không phải là Nora mà họ biết. Vì hai người rất giống nhau, về tổng quát thì năm xưa Jet đã được Rose giúp trốn sang làng người sói và đổi tên thành Nora. Nhưng đồng thời cũng đóng vai Louis để sống ở làng con người. Có năm lý do để cô khẳng định. Thứ nhất là hai làng gần như không giao lưu với nhau. Thứ hai là đường hầm giúp jet chỉ tốn có hơn một tiếng để di chuyển qua lại giữa hai làng. Thứ ba là thời gian sinh hoạt ở hai làng là trái ngược nhau. Thứ tư là Louis thường ngày rất ít giao tiếp với làng và Nora thì sống một mình nên sẽ không bị ai nhận ra. Thứ năm là trong hầm có hồ nước giúp Jet có thể xóa mùi khi cháo đổi lại giữa hai thân phận. Lúc họ trở về làng con người thì xác của Louis được phát hiện. Jet đã đào mộ để lấy xác Louis lên và cắn xé loạn xạ rồi che giấu vết đạn bắn. Nói cách khác, Jet còn sống là thủ phạm cho hai vụ án ở làng người sói và ở làng con người. Aza thấy Jet đã quá ám ảnh với việc trả thù. 13 năm trước, Rose đã trốn khỏi làng người sói này và đến làng con người. Nhiều tháng sau thì Jet ra đời, sống một thời gian thì cả bị Louis phát hiện ra thân phận và tố giác khiến cả hai bị thiêu chết. Nhưng Jet đã sống và trốn đến làng người sói. Bộ xương nhỏ được tìm thấy là của con cáo trong tháp. Jet đã đến đây và đổi tên thành Nora nhưng vẫn căm ghét ngôi làng này nên đã lên kế hoạch để hai làng xung đột. Thế là một năm rưỡi trước, Jet đã bắt cóc Louis nhưng Louis cũng đã chán ghét ngôi làng kia nên sẽ giúp Jet trả thù. Thế là Jet sống với hai thân phận và rồi thu thập thông tin, một năm trở lại đây. Cô gây ra án mạng liên tiếp để gia tăng hiểm khích giữa hai làng và tự biên tự diễn để xóa đi dấu vết. Nhưng đến khi nhóm thám tử đến thì chuyện đã gặp trục trặc, Jet đã chọn cô họa sĩ để đổ tội và rồi bỏ trốn. Cô sau đó cứu được Shizuku và cố tình lên kế hoạch để Shizuku bị lộ và nhân lúc cả làng đang thẩm vấn thì cô đã đến đường hầm, hạ sát ít và rồi đưa xác lên trên đây tạo hiện trường giả. Việc cô bắn vào cái cây là để giúp Shizuku không bị nghi ngờ là thủ phạm. Khi mọi người tưởng cô đã chết thì cô đã đi đào mộ để lấy xác Louis đem về làng con người và rồi mở lối đi ẩn để đưa hai làng đến xung đột, nhưng Jet thấy Aza vẫn còn sai. Cô sau đó bỏ đi và chạm mặt Sinuchi ở dưới đường hầm, anh đã chờ ở đây để tóm cô. Nhưng cô cho biết bản thân chính là vua người sói đó nên đã làm tắt nến để phục kích anh. Nhưng anh đã kịp đánh cô bay xuống hồ và trói lại nhân lúc cô rũ lông, Aza tìm đến và cho biết hai làng đã xong xuôi. Aza muốn Sinuchi thả ra vì cô đã suy luận sai, Z không thực hiện kế hoạch để trả thù mà là để giải phóng những vua nữ khỏi số phận mà già làng đặt ra. Việc cô là vua sói và là vua nữ thì khó ai tưởng tượng được số phận của cô sau này sẽ ra sao. Cho nên cô muốn giải phóng những người giống cô khỏi số phận khốc liệt đó và để họ trốn đi. Bằng cách liên tục tái sử dụng xác từ bên con người để làm giả cho bên người sói thì cô đã cứu được ba người bằng cách hy sinh ba người khác. Vì kết luận sai nên Aza sẽ để cô đi và nếu có dịp thì sẽ còn gặp lại. Aza thấy đây là lần đầu tiên cô sai và để tội phạm đi. Cô biết hai làng đã có bài học riêng nhưng dám chắc sẽ chẳng có gì thay đổi. Phim đến đây là kết thúc và phải đợi đến khi nào có phần 2 thì mới biết được diễn biến tiếp theo, giờ thì tạm biệt.